khoảng độ 9 năm rồi. 9 năm cho cái tình yêu này rồi. Và tớ phải tập tin tưởng vào những gì mà mình đã tin vào. Ngày xưa mới đầu đi diễn thì vợ rất là kiểu lo lắng về cái chuyện đấy. Lo lắng là ấy chồng đi diễn ở xa rồi diễn trễ rồi có em nào hay là nhắn tin các thứ hay không. Nhưng mà mình cảm thấy là cái việc đấy là vợ nên tin vào cái lựa chọn của bọn mình đã từng lựa chọn và vượt qua rất là nhiều cái khoảng cách để mà hai vợ chồng sống ở Sài Gòn. Chỉ có năm đầu với năm thứ hai là hay bị cái nghi ngờ đấy nó làm cho mình cảm thấy trở nên bị kiểu nội tâm đấy, suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ vợ đi làm như thế thì có lăng nhăng gì hay không hay là thế này thế kia không, nhưng mà mình nghĩ là cái việc đấy kể cả mình có suy nghĩ thì mình cũng không thể tìm ra được cái câu trả lời. Đấy là cái nghi ngờ của mỗi người mà mình mới quyết định là ok thôi bây giờ mình sẽ cũng chả phải nói với vợ cái điều đấy, vợ cũng chả phải thì mình chỉ nói là bây giờ chồng sống với vợ rất là trọn vẹn rồi và chồng chắc chắn với vợ là dù có chết thì chồng cũng sẽ không bao giờ có những cái vấn đề riêng kia và chồng tin vào cái tình yêu này. Đấy, thì chồng sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa. Cả vợ mình nó kiểu rất là kiểu để mà lên bàn cân so với cả những cô bạn gái phía trước đi chẳng hạn. Thì vợ rất là kiểu biết thông cảm và kiểu chịu hiểu ấy. Chứ không tranh luận thì nó không bao giờ tiến đến mức độ mà kiểu bị quá căng thẳng. Hay là có một lần thì là hai vợ chồng với mình mới set up một cái buổi đi đá bóng rồi. Tại vì lịch đấy đi đá bóng kiểu đã thế rồi. Cô ấy thì vào chơi thì là cô ấy bảo thế thì bây giờ anh chọn bóng đá hay là chọn em? Đấy là một trong những cái câu hỏi mà lúc kiểu người ta kiểu có nghĩa là chắc là chị em ngồi nhà nói chuyện với nhau để xem là chồng mình yêu mình ở mức độ nào thì là mình về mới thử mình như thế. Mình bảo tôi chết rồi, trong cái trường hợp này mà mình mà xử lý mà yêu chiều quá và theo hướng của cô ấy quá thì chắc chắn nó sẽ không có những lần sau nữa là không được đi đá bóng luôn, không được đi đá bóng nữa và chắc chắn sẽ có những lần sau cô ấy cũng sẽ sử dụng cái skill đấy để mà làm cho mình bắt buộc phải theo ý của cô ấy. Thế mình mới quyết định là mình sẽ tỏ ra một cái thái độ rất khó chịu với cái việc đấy, thậm chí rất là bùng nổ luôn, nhảy vào cản mình không cho ra khỏi cửa, lao vào ghì cổ ấy, ôi trời phát như này, nhưng mà rất nhẹ thôi thì nó mới chạm vào cái rèm thì nó diễn xuất thôi, nó chỉ là diễn xuất thôi nhưng làm cái rèm nó bị rơi xuống. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc cái có nghĩa là cái biến động đấy nó làm cho vợ mình lần sau sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi tương tự như vậy nữa, không bao giờ có những cái so sánh mà kiểu mà khập khiễng đến mức độ mà làm cho mình khó chịu nữa. Câu hỏi đó không trả lời được, bây giờ nó chọn em thì sẽ bỏ đá bóng, mà mình đi đá bóng không đá bóng được thì sao? Mà trả lời mới đá bóng cũng không được, nó chỉ còn cách đó thôi, hơn là cái màn rớt xuống đúng lúc đấy. Nên là có nghĩa là trong cái khoảnh khắc đấy nhiều khi mình cũng phải có nghĩa là mình phải nói cho vợ biết đấy là nó đã quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Và mình luôn có cái ngưỡng đấy để mà cảm nhận nhau, nếu mà em mà quá ngưỡng đấy là coi như là anh sẽ thả con thú của anh ra. Là Phú Quý Đen hả? Không, chào quý vị. Yes, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mình là Phúc Bồ, giống như là trai vừa giới thiệu thì công việc của mình là sản xuất âm nhạc và làm tất cả những thứ liên quan đến nhạc, cả biểu diễn nữa. Và hy vọng là ngày hôm nay đến đây sẽ chém cùng tất cả các anh em những câu chuyện rất là thú vị. Quan trọng là ảnh vừa mới ra bài hát mới đó mọi người ơi, gì nên giới thiệu luôn đi. Ngày 31 tháng 5 vừa rồi thì bọn mình có phát hành một ca khúc có tên là Ngon Lành Cành Đào, một cái thông điệp tích cực gửi đến cho tất cả mọi người vào mỗi buổi sáng khi mà mọi người cần một ca khúc để warm up tinh thần, để làm cho mình trở nên sảng khoái và có thật nhiều năng lượng để làm việc trong một ngày, thì Ngon Lành Cành Đào chính là một cái ngụm nhạc rất là ngọt ngào để làm cho mọi người cảm thấy rất là hưng phấn trong một ngày. Và hãy thử check Ngon Lành Cành Đào trên YouTube nha. Ok, đã nói là ngụm nhạc rồi, đớp cái ngụm. Hôm nay Ngon Lành Cành Đào bạn ơi. Ngon Lành Cành Đào nghe nữa, muốn Ngon Lành Cành Đào. Chơi một cái đi. Hôm nay trông em thật là ngon lành cành đào, soul fresh Sunday. Hôm nay trông em thật là ngon lành cành đào, thức dậy và làm điều mình sướng nhất đi xem nào. Hôm nay nhìn em thật ngon lành cành đào, soul fresh Sunday. Hôm nay trông em thật là ngon lành cành đào, baby, cớ sao còn ngủ nướng mai thôi yeah. Ok. Còn chờ gì nữa mà các bạn không share Ngon Lành Cành Đào về trang Facebook cá nhân của mình. Và đặc biệt nha, để ở chế độ công khai hashtag Phúc Bồ. Ê, quảng cáo luôn nha, đừng có nhớ. Yes, cảm ơn trai rất nhiều. Ngon Lành Cành Đào. Mình vào luôn cái phải gọi là cái mục chính nha. Mục chính hôm nay nói về cái gì này? Biết tin vợ mình mang thai cảm giác mình sao?
Lúc bấy giờ nó dao động giữa cái chặng gọi là thời thanh niên và thời làm ông bố. Lúc bấy giờ khi mà mình nghe cái thông tin đầu tiên là mình đã có được một em bé thì nó thực sự là rất là ngổn ngang và hỗn độn, và rất là nhiều thứ kéo đến. Vui có, lo có, tự nhiên mình bước sang một cái giai đoạn mới. Cảm xúc nó thay đổi hoàn toàn. Trước đấy thì là một trong những nghệ sĩ rapper rất là chẩu và rất là kiểu lên sân khấu thì lúc nào cũng năng lượng như vậy. Nhưng mà khi nghe đến cái đấy cái là wow, mình phải mặc vest, mình phải kiểu cẩn thận lại, và mọi thứ nó đã trở nên một cái trạng khác, rất là nghiêm chỉnh hơn. Và mình đón nhận một cái thông tin là Ê, anh có rồi nhé, anh có rồi nhé. Hai vạch rồi nhé. Trong lúc mà là chăm sóc vợ mình mà đang mang thai á, thì là chị nhà có hay ốm ghén không? Thật ra thì vợ mình cũng không có quá nhiều những cái khó khăn. Cô ấy thì chỉ thích được có cái thời gian nghỉ dưỡng này, rồi ăn uống điều độ này, rồi nhất định là trong một ngày là phải đi ra ngoài một lần. Nghĩa là đi chơi cái điểm này điểm kia, được đi ra ngoài các thứ để xả stress, thoải mái. Đấy, đó để cho thoải mái. Nhưng mà có những hôm thì khoảng độ 1 giờ thì lại đói. 1 giờ tự nhiên lại thèm ăn bánh mì. 1 giờ tự nhiên lại thèm ăn chuối. Nói chung là ok, lên xe. Ok, lên xe. Lên xe là hai vợ chồng lại đeo nhau đi để đi tìm. Thực ra cái đấy nó đi ra ngoài nó làm cho cô ấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Là quên ăn mì luôn, quên ăn chuối luôn. Mặc dù không tìm thấy nhưng vẫn thỏa mãn cái những cái lần mà, nhưng mà mình cảm thấy cái đấy rất là thoải mái thôi. Chăm vợ bầu thì theo như Phúc Bột chia sẻ thì có vẻ như là cái chặng đường đó của bạn nó không có gì không gọi là khó khăn hết trơn á, đúng không? Đúng. Là có sự trợ giúp của ông bà không? Không. Không luôn. Chỉ có hai vợ chồng thôi. Tại vì lúc bấy giờ ông bà chưa vào trong này. Lúc bấy giờ chỉ có hai vợ chồng đấy. Buổi tối là một cô giúp việc đấy. Vợ chồng tớ kiểu cũng không có nhiều quá nhiều cái áp lực ấy. Vợ thì cũng rất là thoải mái. Thì buổi chiều là mình đưa cô ấy ra ngoài đi chơi, lưu diêu hôm để đi câu. Xa ấy là xa nhưng vợ vẫn bụng bầu đi theo. Bây giờ có những cái bức ảnh mà bụng bầu cầm cần câu luôn. Được cái là vợ cũng rất là kiểu thông cảm với những cái cảm xúc của mình ấy. Có một cái là hôm, chính cái hôm mà mình đi sang Hồng Kông nhận giải, đi đúng một ngày thôi. Sau đấy sáng sau về thì là 12 giờ đêm thì là về đến Sài Gòn. Thì là ngủ đến 4 giờ thì là bắt đầu, đấy, bắt đầu đau và muốn trở dạ. Đấy, thế là 4 giờ một cái là hai vợ chồng lúng cúp. Đi lên trên bệnh viện thì lên trên đấy thì là cái thai nó cũng lớn quá nên là chưa sinh được. Từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ tối vẫn chưa sinh. Nha, mình bảo thôi tình hình này chắc là vẫn chưa ấy rồi, để thế chờ bố một tí để bố về bố tắm rửa một cái xong rồi bố lên. Vừa về nhà tắm rửa một cái xong thì lên trên thì là sinh. Sinh thường hay là sinh? Sinh phải sinh mổ tại vì bùn cũng rất là bự. Lúc bấy giờ là sinh ra là 4 kg 1. Bự nhất trong cái giải ngày hôm đấy luôn. Vừa sinh xong cái là được bác sĩ gọi vào là bế. Wow. Sướng. Thật ra cái cả cảm xúc đấy nó không gọi là cảm xúc sướng mà nó rất là lẫn lộn. Nó rất là kiểu nhiều thứ cộng lại, nhiều cái khoảnh khắc nó cộng lại. Nó rất là kiểu vừa sướng mà kiểu vừa bất ngờ. Giờ mà sao nó ba? Kiểu giờ cùng đèn sao ta hả? Giờ cùng đèn sao ta hả? Bây giờ như nào đây? Bây giờ như nào đây? Cũng rất là kiểu hạnh phúc ấy. Nó rất là kiểu một cái khoảnh khắc mà rất là sướng. Cộng thêm bằng 10 lần sướng. Rất là nhiều. Lúc đó ngoài việc á là thấy con mình rồi sau đó là mình cũng sướng cảm giác đó đi. Thì bạn có quay qua hỏi thăm vợ mình không hay là chăm sóc vợ mình không? Cái cảm xúc với vợ thì lúc nào cũng kiểu đối với mình thì vợ mình nó giống như là một thứ rất là kiểu yêu ấy, kiểu đáng yêu ấy, nên là mình rất là kiểu chăm sóc. Nói chung là cái cảm xúc đấy rất là khó để tả thành lời, nhưng mà nó là một thứ gì đấy nó thuộc về mình, nó giống như là thuộc về cơ thể của mình ấy. Nó cũng không bị quá căng thẳng với việc là khi là trở thành ông bố thì bạn phải thế này. Mình để cho cái việc đấy nó trở nên rất là tự nhiên. Cái gì nó đến thì mình sẽ đưa cái cảm xúc của mình vào để làm một cách gọi là nhiều tình cảm nhất. Cái đó nó chỉ bị ở khi mà ví dụ như là nửa đêm 2 giờ mà vợ cũng mệt quá, vợ không dậy được thì là mình dậy. Nhưng mà có nghĩa là cái cảm xúc của một người khi mà bị cắt giấc ngủ ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị nổi cáu. Hơi quạo dữ. Hơi quạo tí. Có những hôm thì đấy đến lượt em thì em dậy đi, chồng dậy đi, em dậy đi.
Nói chung là vẫn ấy, nhưng mà mình ok, cái chuyện đấy là cái chuyện đương nhiên. Nếu mà mình không dậy thì vợ mình cũng sẽ dậy thôi. Nhưng mà đấy thì hai vợ chồng là thống nhất với nhau, ok, chia ra mỗi đứa dậy một cuốc. Hồi mà lúc mà mới sinh ấy thì nó sẽ có hai khoảng thời gian là 2 giờ là phải cho uống sữa một lần, 3-4 giờ, 4-5 giờ lại phải dậy lần nữa này, rồi nó khóc kia các thứ đấy. Bắt đầu lớn lớn lên tí là bắt đầu đi chơi được với bố rồi thì nó đỡ hơn. Khó khăn nhất là cái khoảng mà mới sinh ấy. Mình là người tắm cho bé từ bé luôn, thay tã hay là các thứ đấy là cái việc rất là đơn giản. Đấy là cái trải nghiệm thú vị chứ nó không thực sự là một cái áp lực bất kỳ nào cả. Với mình ấy thì là con là một người bạn, một thằng bạn với mình. Đấy, cái góc nhìn đấy nó khác với cả cái việc mà là một ông bố. Thì ví dụ như là bạn có thể mắng nó, bạn có thể áp đặt hay là bạn có thể bắt nó làm cái việc này, bắt nó làm cái việc kia. Nhưng mà thằng con tớ mà nó tớ mà quát nó là kiểu gì nó cũng nó sẽ làm việc khác, hay là nó sẽ không nghe lời, hay là tất cả những cái việc giống như là nếu là thằng anh nói thằng em ấy thì thằng em không bao giờ nghe, nhưng thằng bạn nói thằng bạn thì nó sẽ nghe. Đúng. Nói trên cái quan điểm đấy, có nghĩa là chia sẻ thông tin hay là hướng dẫn hay là làm gì ấy, thì thằng con mình nó giống như là thằng bạn mình đã từng kiểu quát mắng nó nhưng nó không chịu nghe. Mới bắt đầu chuyển giai đoạn sang. Với cả bản thân mình cũng rất là thích trẻ con nữa. Đấy, chơi với trẻ con mình rất là chơi rất là sướng. Chơi với trẻ con nó chuyển cho mình rất là nhiều năng lượng ấy, nên là mình rất là thích chơi với trẻ con. Nên là có Bun nó lại thành là một best friend luôn. Cái bản chất công việc của chúng ta là mình bị thiếu thời gian. Một khi mà là bạn đã vào một cái project mới rồi là chắc chắn một điều thôi là bạn hoàn toàn tập trung vào cái project đó. Một tuần cũng có, thậm chí là tới cả một tháng cũng có để mà ra được một bài hát. Thì là trong những khoảng thời gian mà là bạn quá bận rộn như vậy á, thì lúc đó là bạn phân chia thời gian như thế nào? Thật ra thì cái thói quen làm việc của mình nó cũng đi theo khung giờ. Ngày xưa trước khi cưới vợ ấy, thì là cái khoảng thời gian mà từ 7 giờ, 8 giờ tối bắt đầu trở đi là cái thời gian mà mình làm việc. Nhưng mà từ khi lấy vợ thì là nó lại bị đổi mất cái múi thời gian, có nghĩa là mình sáng tạo hay là làm việc là hoàn toàn vào buổi sáng. Từ khoảng độ 10 giờ cho đến 2 giờ là khung giờ làm việc của mình. Công việc thì nó liên quan nhiều đến sáng tạo, nên ra là nó chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn làm việc thôi. Còn lại cả ngày đấy là dành cho việc khác, dành cho gia đình, đưa vợ đi chơi, đưa con đi chơi. Chỉ có một cái khoảng thời gian mà mình khi mà tham gia vào cái Sony Music thì là có mất thêm một khoảng thời gian buổi tối, có nghĩa là từ 8 giờ đến 11 giờ tối là sẽ phải sản xuất trong studio. Nhưng mà vợ mình thì cũng khá tâm lý và cũng lo lắng là mình sẽ bị mất đi cái cảm xúc để mà làm việc, nên là cũng không quấy rầy nhiều. Có bao giờ bạn nghĩ là vợ bạn yêu bạn nhiều hơn bạn yêu vợ mình không? Tớ không nghĩ thế. Tớ nghĩ là nhưng mà hy vọng là thế đi. Thế mới là lý do mà mình quyết định để cưới. Bởi vì mong muốn quán xuyến cũng như là chăm lo tốt cho gia đình, vợ của bạn đã vào Sài Gòn. Khi mà là vợ bạn vào á, là vợ bạn có bắt đầu tìm hiểu một công việc mới để có thể trợ giúp cho bạn trong cái việc sáng tạo âm nhạc hay không? Hay là chỉ đơn thuần là ở nhà nội trợ chăm lo con cái? Hồi xưa ấy là, có nghĩa là lúc mà mình tìm hiểu vợ mình ấy, thì cô ấy là một sinh viên của trường Đại học Văn hóa. Lúc cưới thì là cũng hình dung là chắc là nếu mà học Đại học Văn hóa thì sau này thì vào trong này cũng là một trong những mắt xích quan trọng cho sự nghiệp của mình, thì sẽ là người hỗ trợ rất là nhiều được cho mình. Khi mà vào xong ấy thì là sinh đẻ xong thì ở nhà mất khoảng độ 2 năm. Phụ nữ thì họ sẽ bắt đầu có những cái sự khó tính vô cớ. Tại vì là ở nhà nhiều quá, stress nó rất là nặng, nên là nhiều khi bản thân mình còn cảm thấy stress với cả vợ mình nữa. Vợ mình cũng như vậy. Và sau đấy thì mình mới quyết định ok, bây giờ chồng sẽ tìm một cái đơn vị anh em để mà cho vợ thử sức cho công việc MC. Đấy, thì là mới tìm đến team anh em bên Zone FM, thì là cũng là anh em chơi thân nên là gửi hồ sơ cho Thỏ vào trong đấy. Mà vợ thì là trước đây ở ngoài kia cũng hoạt động nghệ thuật. Trước khi mà cưới mình thì là cô ấy đạt được một cái Miss Teen, một cái danh hiệu Miss Teen về tài năng âm nhạc, cũng thích hát, thích hò, và ở nhà, ở dòng họ thì rất thích là cho Thỏ trở thành một nghệ sĩ, trở thành một cái người nổi tiếng, trở thành một cái nhân vật nghệ sĩ, nhân vật ảnh hưởng. Nhưng mà lúc đầu thì mình cũng suy nghĩ thế, nhưng mà bây giờ mà sống với mình hợp như thế này, quan tâm và yêu mình như thế này mà lại đi làm nghệ sĩ, sau này cho đi hát xong rồi các thứ lại phải đi hát một mình các thứ thì làm không sao cũng được, không an tâm được, không thể được, không được thể được. Cái công việc đi cầy tiền ngoài kia là công việc của anh, còn em chỉ là người hậu phương biết các thứ thôi, quản lý giúp anh thôi. Nhưng mà quản lý gì nhiều đấy. Thì đúng rồi, cái đấy là cái chuyện đấy, có vợ thì vợ sẽ tích cóp cho mình mà. Giờ nha, tới một cái mục
Mà không biết là football có ngại nói về cái vấn đề này không? Ừ. Không, nếu mà theo tôi nghĩ là football sẽ không ngại đâu. Không ngại đâu phải không? Ok, phần này mang tên là vợ tôi vô số tội. Vợ tôi vô số tội. Có không? Hồi tạm gọi là thì... tật xấu á. Ngày xưa thì có nhưng bây giờ cũng không còn những cái đấy nữa. Ngày xưa thì có. Thật ra bạn ạ, ví dụ như là nếu mà bạn yêu một người, xong rồi ví dụ như là với một cái tâm lý là nghi ngờ đấy chẳng hạn, thì chắc chắn là với cái nghi ngờ đấy nó sẽ càng ngày nó càng lớn lên và nó chỉ làm cái khoảng cách đấy nó sẽ nó sẽ tan vỡ mất, nó sẽ tan vỡ mất cái giá trị đấy. Thì có nghĩa là ở đây nó sẽ càng ngày, ví dụ tớ là tớ yêu được khoảng độ 9 năm rồi, 9 năm cho cái tình yêu này rồi. Và tớ phải tập tin tưởng vào những gì mà mình đã tin vào. Ngày xưa mới đầu đi diễn thì vợ rất là kiểu lo lắng về cái chuyện đấy. Lo lắng là ấy chồng đi diễn ở xa rồi diễn trễ rồi có em nào hay là nhắn tin các thứ hay không. Nhưng mà mình cảm thấy là cái việc đấy là vợ nên tin vào cái lựa chọn của bọn mình đã từng lựa chọn và vượt qua rất là nhiều cái khoảng cách để mà hai vợ chồng sống ở Sài Gòn. Chỉ có năm đầu với năm thứ hai là hay bị cái nghi ngờ đấy nó làm cho mình cảm thấy trở nên bị kiểu nội tâm đấy, suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ vợ đi làm như thế thì có lăng nhăng gì hay không, hay là thế này thế kia không. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đấy kể cả mình có suy nghĩ thì mình cũng không thể tìm ra được cái câu trả lời. Đấy là cái nghi ngờ của mỗi người mà. Mình mới quyết định là ok, thôi bây giờ mình sẽ cũng chả phải nói vợ cái điều đấy. Vợ cũng chả phải thì mình chỉ nói là bây giờ chồng sống với vợ rất là trọn vẹn rồi, và chồng chắc chắn với vợ là dù có chết thì chồng cũng sẽ không bao giờ có những cái vấn đề riêng kia, và chồng tin vào cái tình yêu này đấy thì chồng sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa. Cả vợ mình nó kiểu rất là kiểu để mà lên bàn cân so với cả những cô bạn gái phía trước đi chẳng hạn, thì vợ rất là kiểu biết thông cảm và kiểu chịu hiểu ấy, chứ không tranh luận thì nó không bao giờ tiến đến mức độ mà kiểu bị quá căng thẳng. Hay là có một lần thì là hai vợ chồng với mình mới set up một cái buổi đi đá bóng rồi, tại vì lịch đấy đi đá bóng thì đã thế rồi. Cô ấy thì vào chơi thì là cô ấy bảo thế thì bây giờ anh chọn bóng đá hay là chọn em. Đấy là một trong những cái câu hỏi mà lúc kiểu người ta kiểu có nghĩa là chắc là chị em ngồi nhà nói chuyện với nhau để xem là chồng mình yêu mình ở mức độ nào, thì là mình về mới thử mình như thế. Mình bảo tôi chết rồi, trong cái trường hợp này mà mình mà xử lý mà yêu chiều quá và theo hướng của cô ấy quá thì chắc chắn nó sẽ không có những lần sau nữa là không được đi đá bóng luôn, không được đi đá bóng nữa, và chắc chắn sẽ có những lần sau cô ấy cũng sẽ sử dụng cái skill đấy để mà làm cho mình bắt buộc phải theo ý của cô ấy. Thế mình mới quyết định là mình sẽ tỏ ra một cái thái độ rất khó chịu với cái việc đấy, thậm chí rất là bùng nổ luôn, nhảy vào cản mình không cho ra khỏi cửa, lao vào ghì cổ ấy, ôi trời phát như này, nhưng mà rất nhẹ thôi thì nó mới chạm vào cái rèm thì nó chỉ là diễn xuất thôi, nhưng làm cái rèm nó bị rơi xuống. Thế nhưng mà cái khoảnh khắc cái có nghĩa là cái biến động đấy nó làm cho vợ mình lần sau sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi tương tự như vậy nữa, không bao giờ có những cái so sánh mà kiểu mà khập khiễng đến mức độ mà làm cho mình khó chịu nữa. Câu hỏi đó không trả lời được, bây giờ nó chọn em thì sẽ bỏ đá bóng, mà mình đi đá bóng không đá bóng được thì sao? Mà trả lời mới đá bóng cũng không được, chỉ còn cách đó thôi, hơn là cái màn rớt xuống đúng lúc đấy. Nên là có nghĩa là trong cái khoảnh khắc đấy nhiều khi mình cũng phải có nghĩa là mình phải nói cho vợ biết đấy là nó đã quá cái ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Và mình luôn có cái ngưỡng đấy để mà cảm nhận nhau, nếu mà em mà quá ngưỡng đấy là coi như là anh sẽ thả con thú của anh ra. Là có quỷ đen hả? Không, chả có quỷ đen. Chả có quỷ đen. Ơi ra đi. Không quỷ đen vậy đó rồi. Tại có lên sóng nhìn ta. Tại có lên sóng. Cũng là một ý, nhưng mà với cả mình cũng có chơi bời gì nhiều đâu. Cái cuộc chơi của tớ rất đơn giản. Nghĩa là ban ngày thì tớ đã làm việc ở nhà rồi, buổi chiều thì chỉ có đi đá bóng này, hay là đi câu này, mua thêm cần câu, mua thêm cái thuyền, rồi mua thêm trái bóng, rồi mua thêm thiết bị, rồi mua cây, mua cối, rồi nói chung là nó cũng không chi phí hết nhiều, nên là mình chơi nó cũng có tốn tiền em gì mấy đâu. Đó, nói chung là những cái sở thích đó được gọn hợp lý, được hợp lý chi hợp lý là chi. Nhiều khi thấy mấy thằng em nó kiểu tụ tập đi ăn chơi, đi nhậu rồi nhảy nhót bên những cô gái kiểu sexy. Thèm không?
dã man luôn. Dã man luôn. Nhưng rõ ràng là nó là một cái, mình đang ở một cái vai diễn khác, một cái chặng đường khác. Đấy là những thứ mà nó sẽ có thể làm cho cái chặng đường mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà mình có một cái quyết định sai là thôi, là mọi thứ nó sẽ đi sang một cái bước ngoặt mà cái cuộc sống nó sẽ rất là nhiều thứ phải đối mặt và rất là khổ sở với cái việc đấy. Phòng còn hơn phải chị ấy, phòng trước rồi. Khi mà lại vừa sinh xong đúng không? Vợ vừa sinh xong thì là có kiêng cử gì cái chuyện vợ chồng không? Bọn tớ không kiêng. Cái đấy là nó là cái cảm xúc của hai người, nó phải kết nối rồi. Cái chuyện kết nối đấy nó cần phải được liên tục, nó cần phải được đấy. Nó là một cái đấy, kể cả bây giờ cấm làm sao được. Không thể cấm được chứ. Đúng rồi. Bây giờ xin mời Football hãy hướng mắt lên màn hình. Đây là một đoạn video clip rất là bí mật, khá là riêng tư dành riêng cho Football. Đây là clip Ngôn Lành Trình Đào. Ngôn Lành Trình Đào. Kiện Nhi Ốc Xua của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Cái ngày dự sinh của em là ngày 22 tháng 12. Lúc đấy là chồng mà nhận được một cái giải producer của Hàn Quốc. Em nhớ là hôm đấy là khoảng mùng 2, đêm mùng 2 là trao giải đấy. Thế là chồng em cũng gọi là tích cực cả động viên là bố mẹ vợ, rồi là thậm chí là bố vợ đi công tác vào để trông nữa. Nhưng mà ông mẹ bảo là thế bây giờ đi sang bên đấy rồi thì cũng lại chơi một ngày. Nói chung là kiểu đàn ông ham chơi ấy. Thế là ở chơi thêm một ngày, ở nhà thì mình thì sốt ruột. Và 3 tháng 12 lại sinh nhật em nữa. Nhưng mà cũng chồng vẫn đang ở Hồng Kông chơi. Đấy, là nhận giải xong là ở thêm một ngày nữa. Mùng 4 thì là về thì bố em ở trong này là trông em. Thế đến ông là mùng 6 là ông sẽ bay về Hà Nội. Thì bà thì là mùng đêm mùng 4 là bay vào. Thế là đến hôm đấy là em đi đẻ là rất là may mắn, là như kiểu là con nó nghe bố nó hay sao ấy. Bố dặn là bố về thì mới ra. Thì là cả bố, cả ông, cả bà. Đúng vào cái ngày mùng 5 đấy là đẻ là có cả bố mẹ, cả chồng ở đây luôn. Lúc mình vào đẻ thì thời gian lâu quá. Thế anh ở ngoài là anh mới kiểu tôi đợi lâu thế, tôi đi về tắm rửa một tí mà đã thuê phòng rất sạch sẽ. Bây giờ ông chỉ lên ông tắm thôi. Thì ông nằm đấy ông nghỉ đi, không, ông đi về. Thế ông đi về thì trước sân thì người ta lại có đường nội bộ, người ta đánh đá cầu thì thôi thì cũng làm vài hiệp. Em ấy không biết mà nghe bố mẹ em kể là đến lúc chồng lên ấy, tức là chồng vừa mới thang máy ra thì vào được vài phút thì mới lúc đấy em mới sinh em bé ra. Thì là chồng vừa lên cái là được chồng đón con luôn. Lúc sáng em đi là 4 giờ sáng ngồi trên taxi này. Thế chồng em lại xoa bụng em lại bảo là ô cái thằng này nhá, mày cứ thế rồi đến tối mày mới ra. Thế y như rằng thế nào mà 7 giờ kém 15 tối em mới đẻ. Sinh cô em 4 ký 1, nằm đợi đẻ thường xong khoảng nằm khoảng 4-5 tiếng mà cũng không thấy mở ra được hết, nó không đẻ được thì mới chuyển mổ. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà lúc em chuyển từ phòng thường sang phòng mổ ấy là không có thấy chồng. Nên đến bây giờ em vẫn nhắc, đi đâu em vẫn kể, em bảo em sẽ thù mãi. Ngày xưa bạn đến một con khoảng độ hơn 1 tháng rồi, một lần bú đấy khoảng độ 80ml sữa đấy. Bạn của Phúc đến mới thăm cháu mới hỏi là thế bây giờ em bé là bú bình là được bao nhiêu một lần rồi. Thế ông bảo cả ngày em phải được hơn 100ml đấy. Cả ngày em phải được hơn 100ml đấy. Mà con nhà người ta bú một lần đã 50-80ml một lần rồi mà ông có biết gì đâu. Nhưng mà thấy bạn hỏi thì ông cũng hoành tráng. Anh Phúc thì anh ấy cũng chơi với con thôi, chứ 100 thì chắc là cũng ít. Nên đến bây giờ lớn thì chồng em chắc là 100 nhiều hơn em. Việc là đưa con đi học này, hay là buổi sáng thì hai vợ chồng đưa đi rồi, nhưng đến chiều là chồng sẽ đón con về thì cho đi chơi, rồi là tắm rửa, rồi nếu mà nó có muốn ăn trước thì cũng là ông xã ấy luôn. Tức là ông chỉ chăm theo kiểu đồ chơi thôi, ông chơi kiểu đồ chơi thôi. Tức là ăn được như thế, nhưng mà ý là phải có người dục, phải bảo là đấy bố về bố tắm cho con nhá, bố chơi con nhá. Nhưng mà ý sẽ là hai đứa trẻ con chơi với nhau ấy, hai đứa cùng đi ra chơi cầu trượt, chơi bạt nhún. Tức là chắc là chồng em cũng muốn chơi nhưng mà ngại chơi một mình nên là dụ thêm con nữa. Nếu mà muốn gửi lời thì chỉ mong muốn là chồng sẽ phải nhìn nhận lại cái chuyện là để gọi là chăm sóc vợ và con nhiều hơn, theo đúng cái định nghĩa là chăm sóc chứ không phải là chơi cùng. Bây giờ lòi ra ngang thì ra là do anh cũng ham chơi đồ ha. Nói chung là của tớ thì là trong mỗi ngày là vợ và con đều phải được ra ngoài xả stress đi. Nếu mà một ngày mà bọn nó không được ra ngoài là về là kiểu gì cũng kiểu các loại
các loại âm thanh mà rất là khó chịu ở trong nhà đấy, nên là đối với tớ là tớ giải quyết tất cả những cái stress của gia đình bằng cách là đi ra ngoài đi chơi, ngày nào cũng phải ra ngoài một round như thế, ra ngoài đi cho nó thoải mái tinh thần thì nó không, nếu ở nhà nó rất là bị căng thẳng. Ngay cả bản thân mình mà hôm nào mà không được chơi thể thao ấy, là buổi tối cái bản tính nó cũng rất là dễ nóng tính, vấn đề gì mình cũng có thể kiểu quát lên hay là gì cả, nhưng mà những hôm nào mà đi ra ngoài mà chơi thể thao mà xả về ấy, là cảm thấy mọi thứ nó kiểu tươi đẹp, yêu vợ yêu con rồi, con muốn mua cái gì, con muốn đi chơi chỗ nào, đi chưa các thứ. Thì đấy, thì theo mình thì đấy, mỗi người trong một ngày thì nó sẽ cần có một cái hoạt động. Đối với vợ mình như thế, có nghĩa là điều quan tâm nhất đấy là được thích được ăn ngon, thứ hai là thích được đi chơi và loanh quanh dạo rồi các thứ, đi chỉ là đi thế thôi để được xả stress rồi đấy, rồi được nuông chiều, thế là đủ rồi. Và đấy nữa, tiền phải đủ nữa. Bây giờ chúng ta